Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. hậu ích một tan dã cha Junho Son Pio gửi thư tay cho fan Son Pio và Cha Junho cảm ơn người hâm mộ qua những lá thư viết tay sau khi ích một giải tán. Vào chiều ngày 9 tháng 1, Cha Junho và Son Pio đã đăng tải bức thư tay gửi đến người hâm mộ sau khi ích một tan dã. Vào chiều ngày 6 tháng 1, theo đó. Công ty quản lý Wallim Entertainment Anomaten của Junho, đã cập nhật bài viết thông qua tài khoản Twitter. Em thực sự, đã có những ngày tháng hạnh phúc, mà cảm giác như một giấc mơ, vì những người hâm mộ luôn dành tình yêu thương, và, đã ở bên bọn em, nhờ tình yêu thương, em nhận ra mình có thể nhận được nhiều sức mạnh, em, đã có những trải nghiệm thực sự tuyệt vời, và học hỏi, được nhiều điều khi quảng bá cùng với các thành viên của bọn em, em, đã có thể tìm, được sức mạnh, để làm việc chăm chỉ nhờ, vào sự hỗ trợ của những người hâm mộ thích bọn em. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình sâu Những người không thể ngủ, và làm việc chăm chỉ cùng bọn em. Quan IT, em yêu các bạn rất nhiều. Từ cha Jun Ho, dưới đây là lá thư Son Jong Pio gửi cho người hâm mộ X1 thông qua công ty quản lý DSP Media. Trước hết, quan IT của bọn em những người, mà em rất yêu quý. Trong suốt khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Em xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho em tình yêu tuyệt vời như vậy, em đã có thể tỏa sáng hơn và có một thời gian hạnh phúc hơn vì các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều One IT của bọn em. Những người đã giúp em có những kỷ niệm và trải nghiệm khó quên, mọi người đã dành cho em tình yêu ấm áp và đã nắm lấy tay em. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ để một lần nữa có thể nắm tay các bạn sớm hơn. One IT của bọn em, người mà em sẽ tiếp tục yêu thương. Cho đến bây giờ em thực sự biết ơn và em yêu mọi người. Hãy luôn bên nhau. Từ Son Jong Pio, theo dõi Sao Star để cập nhật thêm thông tin mới. Bình luận của bạn được đánh giá rất cao hãy viết ở dưới video nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh, hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.